Thôi, xin chào đón quý vị và các bạn. Một tiếp tục một cây dưới. Làm những cây cao to này thì cứ phải lên lên xuống xuống nên là nó cũng không được, nó cũng hơi mệt tí, các bạn thông cảm nhá. Đôi khi nói nó cũng không được lưu loát. Về phần cái cốt này thì các bạn thấy là cái cốt cây của cái cây này các bạn nhá. Nếu mà chúng ta làm đi thì nó vẫn rất đẹp. Ví dụ các bạn nhìn thấy một cái điểm này, bây giờ nó với một cái điểm này thì nếu mà chúng ta sẽ xử lý cái điểm này cho nó hòa vào với lại cái cốt cây, để chúng ta lên đến đây chúng ta sẽ lấy được một cái ngọn hồi. Và cái điểm này lên ngọn này nó đang có một cái chạc đôi, chúng ta bỏ đi một thì nó sẽ nhẹ đầu đi các bạn nhé. Thế còn khi cắt xong thì tiến sĩ sẽ tính tiếp cái vị trí này. Cái vị trí này thì nếu mà bỏ đi thì nó đang sẽ bị dài thân, nhưng mà đầu tiên thì tiến sĩ sẽ cho anh em tháo cái chỗ này ra trước các bạn. Tháo hai cái vị trí này để chúng ta cái mặt tiền của chúng ta nó không bị cưỡng mắt. Rồi xin mời. Bây giờ những cái trên phấn cắt luôn. Cắt hết em cho nó quang đi. Đấy các bạn nhá. Đó, những cái điểm mà cái điểm này chúng ta để nó sẽ bị thân nó chỗ nó không được luôn. Rồi các bạn thấy một cây dưới mà tiến sự lọc đi ở cái chỗ này, cái vị trí này nó có một cái chẽ gần như giống như chặt đôi thì tiến sự bỏ đi một, và chúng ta cắt nghệ thuật ra đây để chúng ta lấy một cái tay này. Ngoài ra thì chúng ta lọc được cái cổ ngọn ở cái vị trí này thì các bạn biết là nó nhô ra đến đây, nó làm cho cái đường cong của cái thân này đi lên ngọn nó không, nó bị trướng, nên là chúng ta bỏ đi thì chúng ta sẽ lấy tay về đằng kia. Thế thì còn một cái như cái này. Còn một cái tay này nữa. Nó nằm ở giữa nhưng mà cái này chúng ta vẫn phải dùng để cho nó không bị dài cái thân này. Hai nữa là chúng ta phải lấy tay về đằng này để cho nó cái bóng dưới nó sẽ có cái phần 3D và nó không bị mỏng mình nữa các bạn nhé. Còn nếu mà chúng ta bỏ cái vị trí này đi thì cái mình nó sẽ bị rất là mỏng cây. Thì ở đây chúng ta có một cái tay chốt này rất là đẹp rồi. Cái tay chốt này là rất là đẹp. Như vậy là sau khi xử lý những cái này thì các bạn nhìn cái cốt cây của nó đã có cái độ mềm mại và điệu đà hơn. Thì bây giờ chúng ta vít định hình bung tay, chúng ta có thể chia ra ở các cái vị trí mà có thể hỗ trợ cho cái bóng cây từ dưới lên trên nó không bị chớ.
Cái này chịu khó vít ra để cho nó to cái cuống. Cắt đi là nó cái... Các bạn lưu ý là những cái cuống ở bên trong, cái cổ gọi là cái cổ tay ấy, chúng ta cần phải nuôi để cho nó to cái cổ tay ra. Chúng ta lấy cái tay vị trí này thì chúng ta lại đảo sang cái vị trí lấy cái mầm bên này. Chúng ta không lấy cái mầm ở dưới nó gầm nữa. Để tạm lái cái này ra đây. Vâng, chào. Hôm nay nhìn thấy hôm nay tận mắt chứng kiến này, nhìn xem trên truyền hình theo dõi phải nói là không biết bao năm nay hôm nay mới nhìn thấy tiến sự thật sự đây rồi. Đây này bác lại lên hình đây, đang ghi hình đang ghi hình phải không? Thế bác ở chỗ tôi, nào? Đây nhà ngay sát đây tôi à. Theo ngày cứ thấy tôi thấy phát này tôi xem là từ đầu đến cuối luôn. Anh nhìn cây hôm qua làm thế nào? Được, cây này đấy, hôm qua đi qua bận quá thì hôm nay nhà giữ. Đây là mặt sau, mặt tiền ở đằng kia cơ. Mặt này mặt sau. Như quê chính thức bọn anh là chính em rồi. Ở Lý Nhân Hà Nam. Thằng nào trước quay toàn quê làm ở Nam Định mới cũng như là khắp nơi vậy. Vâng, các tỉnh anh ạ. Đợt còn làm cả cái khu miền Tây, miền Tây. Đấy, Thanh Hóa hiếc là đọc xem những cái vụ làm trong miền Tây, Ninh Thuận, Đà Nẵng. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Em cứ tưởng là nó mấy Ninh Thuận vườn cũng quanh Bắc Giang này cơ. Bắc Giang ở đây là nghệ nhân cao cấp. Đấy, bác ngắm đây thế nào? Đấy mặt tiền nó ở bác đứng mặt tiền ở lùi đằng trong. Ôi cái này thôi nếu mà lưu lại phải hơn mấy ngày vậy? Vâng. Hơn chục cây dưới mà anh. Nguyên chỗ này là 3 cây, 4 cây, 5 cây. Qua lại được chỗ này 5 cây. Nhanh trên chỗ ngã ba đấy gì? Nhanh chỗ ngã ba được. Hai ba nhà ngay đấy. À vâng vâng. Còn nhỏ chứ nếu mà đã to là khó lắm vậy. Nếu mà để to những cái này thế cũng gọi là sơ sẵn rồi mình gọi là ấy thì như nó từ tầm này bẻ được chứ gì to là cắt hoặc là to lắm bằng tầm này nếu bằng tầm này cùng lắm to thì cắt chuyển anh ạ. Vâng. Tức là cắt chuyển hướng lại phải chờ đợt sau nhỉ to quá đây như kia những cái điểm to phải cắt đi chứ. Vâng, đúng rồi. Tức là mình phải định hình nó ra với cơ bản là khi mà cắt rồi phải làm được những cái sẹo này nó hòa vào cái những cái cây cốt này nó là lâu đời lâu năm. Vâng, cây này toàn này cây, những cây này nó toàn vài trăm tuổi. Ừ. Nó ở trong những bờ rào để ra giữ để như ở đây nó trâu bò nó nhiều nó rào để nó coi như thay cái cột để người ta buộc cây nó rào tiếp công việc nó còn lại còn bây giờ rồi đấy đây này cho thép vào này thép cho nó cây khoảng nó đẹp. Vâng. Thép cho khoảng những cái này ra. Còn những cái mầm này cứ để lại. Đang có chợ mấy ngày mình xem ở trên trời mấy năm nay cơ mà. Mình biết thế chưa? 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 Tối nay bác xem video nhá. Tối nay có tối nay có video ở đây. Vâng.
Và là làm cả bệ luôn đi. Vâng. Họ có cái gì mình làm cho họ cái đấy vậy? Có những cái cây mà bọn anh làm đây cho hết khoảng này. Xong một năm sau lại quay lại làm được nữa, bắt đầu mới hoàn chỉnh đúng không? Vâng. Khoảng hết. Lần nào khác làm cho mà lâu lắm rồi. Hả? Kiểu như cái canh mình phải cắt chuỗi để cho nó mọc lại từ đầu, mọc lại khoảng một năm sau rồi nó mới có tay để bẻ. Vâng, nó đượn quá phải cắt lại chứ. Đúng rồi. Mình chờ nó bọc mập lên thì mà mình quay lại mình có canh để bẻ. Nhưng mà như này ngày xưa ông dòng là nó chưa có mọc bầm kiểu đọc cuộn không thì cảm thấy nó vừa mới nó thưa đấy, nhưng bìa nó có lá cái trông dày quá, như cây này là bị mất đi tháng nhỉ. Nó là cớm đây này. Vâng, cái cây anh ấy đang làm đây này, coi thiếu cái thắng. Cái này những cái cây bóng mát đó là phải cho vế bằng... cho riêng ra. Cho riêng ra. Một bên còn nguyên cây cảnh để riêng. Vâng. Con tử này nó rất là thẳng và nó cận với lại trong thân thì tiến sự đã cắt bẻ nó ra các bạn nhé. Bẻ nó ra. Rồi, các bạn ngắm xem cây dưới sau khi tiến sự định hình. Lúc đầu các bạn thấy là ở cái điểm này nó có một cái điểm nó lên đến đây, nó làm cho mất cái cung này, che mất cái cung này các bạn. Và cái tay này nó còn một cái điểm lên đến đây nữa, nó làm cho sẽ rất là cứng ở cái khu vực này, mà tiến sự phải xử lý đi và chỉ để nguyên một cái cành nó đảo ra đây để cho nó có cái độ sâu, để cho nó sau này bóng nó có phần 3D các bạn nhé. Và cái tay hoành này các bạn thấy này, cái tay hoành này rất là đẹp. Và đặc biệt là khi chuyển cái cổ ngọn đó, phải xử lý một cái điểm cắt này nó mới có được cái cổ ngọn này các bạn. Rồi nếu không thì nó sẽ rất là to trên ngọn. Nguyên bê cái thang này ra cho em này. Không đục nữa nhá. Bê thang ra đi. Tạm đi. Rồi. Tại sao mà tiến sự vẫn để cái cành này để cho nó có cái độ sâu cây các bạn nhé. Và cái đường từ đây lên đến ngọn nó sẽ không bị dài nữa, nó không bị tuột nữa. Và khi cái bóng của chúng ta nó được có độ trải đều để nó bắt nhập từ cái tay hoành này lên. Rồi, video này tiến sự thực hiện cho anh Trung tại Yên Thế, Bắc Giang. À, bây giờ thì tiến sự xin khép lại một video nữa. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn nhé.
lại rộng hết.